Xin chào các anh chị và các bạn. Bữa nay thì mình mợ Sáu dẫn mình lên nhà mợ Tư để mà xin củ lùng. Tại vì nhà mợ Tư sắp có đám cưới á, cho nên là phải nhổ hết cái củ lùng này, dọn sạch sân. Thì giờ bỏ cũng vậy à. Cho nên là mợ Tư cho mình lên mình nhổ về mình trồng. Cái này mợ Tư cũng mới về trồng hả? Chưa có củ. Dạ. Cái này là mợ Tư trồng bằng cái gì mợ Tư? Dì tư. Dì tư. Thì để vậy rồi tao đất cát là nó chịu lắm. Dạ. Đây bà mới móc củ gọi con có cái dẫm kìa, con có cái dẫm kìa. Đây đây, lấy sợi sợi á. Lấy cái đầu phửa đây nè. Dao lấy dao dạ. Phửa vòng vòng nó lên. Một lần tao xin có 2 ba củ. Có 2 ba. Tuốt cái dép 1 nha. Ham cái này giống tới vậy. Mình tầm bằng củ chứ không phải mình tầm bằng tầm bằng cái củ giống như củ nghệ. Củ nghệ ngó để về chỉ cho. Dạ. Rễ quá chừng rễ. Kinh gì nổi. Đúng hả? Nó đậu rồi á. Quá chừng ha. Chứ mấy trái chưa đậu nặng lắm kiếm gì nổi. Tháng 2 hình như tháng 2 mới có củ ăn á. Tuần nào nó rụi. Tháng 10 tháng 1. Dạ. Tuần nào nó rụi có. Như vậy đó. Đó, đất ra. Thì cái này hớm đồng vòng đây nhổ chừng một thúng. Xé xé kìa. Ôi là mợ Tư tính, ôi gì Tư tính dọn hết cái chỗ này hay gì được? Nó lắp cát lại. Dạ. Nhớ chứ ngoại. Xé kìa. Con lấy cây vũ đất đó. Đi dao cắt cắt ra từng cục chứ đừng nó tổng nguyên chùm không có cũ. Này, lấy cái cục cũng còn nở nữa. Trời ơi, đất cát nó mê lắm á. Chịu đất cát chứ đất kia tao không có vậy nè. Ủa cái đất con tính trồng gì vậy? Dạ con trồng má con trang nè. Dạ con trồng rau. Má có anh trang nhà trong đó hả? Dạ. Rồi. Dì Tư có cái vàng ngớp. Như Dũng này có cá không hả dì Tư? Cá mà nó lúc đâu có xúc cát gì được. Ừ. Sâu dữ lắm. Tại nó đã móc lên đất. Cá nó nặng, nó lạnh. Có trồng mướp không? Dạ, con chưa có, mới trồng có mấy cây. Cho hộp. Dạ. Bầu mướp. Tại phải biết hôm qua lên trên đất chấm. Chính lên hỏi ai mướp giống nè. Cho tùm lum hết. Chính lên hỏi có không, đâu có. Có vậy đó, về tầm bụi bụi chứ. Vậy á, về đút vô tầm sống hết. Ngày xưa dì Tư sinh cũng giống vậy. Sinh có 2 bụi vậy. Dạ. Vậy tầm quá trời luôn. Con tưởng đâu tầm bằng cái củ mình ăn chứ. Hả? Con tưởng đâu trồng bằng cái củ mình ăn chứ. Không, con này chứ củ cái á, chứ củ ăn đâu có, nó đâu có lên mộng đâu tầm. Dạ. Nó nói không biết đâu con sinh con tầm, nó trời ơi, tin dạ. Tư có đóng. Đất cát vậy ăn chừng nữa mày nhổ lên đi. Chiều luôn, mày bấm một đùm lên cái mê đó. Đó vào lần kia là thà, lần kia lại lấy rinh nước bụi kia lấy đây. Cho cái đó có đào rồi mới nhổ dễ. Đó. Đây đây đây. Đem đây còn đó bỏ vô ấy, đem đây chặt luôn để cho mát. Bỏ nó vô vô bịch đi. Đây một bề đó nè. Trồng qua Tết là cái này trồng qua Tết ăn được rồi. Ừ. Trồng giữ cỏ luôn. Lên clip có trồng gì? Trồng hành luôn. Dạ con trồng đào hành bông á. Cải vô cải trồng. Dạ. Trồng ăn à chứ không phải trồng bán. Ăn ăn gì hết. Ăn hết bán. Rồi cất nhà ở luôn hả? Dạ không có. Ở phía sau này dì Tư sâu không dì Tư? Hả? Phía sau này sâu không dì Tư? Hai con mấy. Bữa mà nhờ nước mặn tiêu tan hết. Vì cái đó nhổ rồi thì để. Mà tới cái đường dây điện đó mà Tư, dì Tư. Tới đó luôn mà có dính không? Ở ngoài Dũng. Ừ. Có 2 đồng một cùng kêu bán thì mày ra mua không? Mấy. Nhiêu một công? 3 tỷ. 3 tỷ công hả? Có đường đi vô nè. 3 tỷ hay công. Ủa cái đạo đường này là đường đi. Ừ. Chết đâu tới đó. Để mốt coi hỏi có ai mua không chỉ cho.
hai lợi đúng rồi, đừng đi bự á. Dạ. Nó kêu tôi bán cái Dũng này đừng cho nó đi bự nữa. Vậy chứ ngay chỗ mợ á, đất mợ cũng 2 công. Mà người ta tả 5 tỷ rưỡi á. Tại đường đi cũng mợ bự, đi xe du lịch vô được. 5 tỷ rưỡi nếu chịu là chồng tiền liền á. Là 1 công 5 tỷ rưỡi, 2 công 2 công 5 tỷ rưỡi mà đường đi bự. Mà từ ở ngoài lộ vô có mấy chục mét à? Ủa? Dì Tư từ ngoài lộ chạy vô trổng là mấy chục mét à, dì Tư? Bao nhiêu ta? Ai nhớ đâu, 40-50 phải không ta? 4-5... Tới dây điện á. Tới dây điện nó chắc hơn à, hơn 50. Dây điện này tao nói giống anh á. Hơn 50 à. Là 1 công 3 tỷ. 1 công tỷ rưỡi. Công à, 1 công tỷ rưỡi. 2 công 4 là 3 tỷ hay là rồi 2 bao nhiêu đó là 3 tỷ đó. Dạ. Rồi để anh chị. Vô biết nhiều người rồi. Vô biết mà không có bao nhiêu người á. Cần đường đi nhiều bự à. Ta chê. Thì bây giờ mở Tư, ủa gì Tư thêm đường đi bán cho người ta thì tính đường đi tính tiền khác. Đường đi không, không có đường đi á thì của dì Tư phải không, còn cái kia thì của người khác, của chủ khác. À. Không bán đường đi là gì, cho đi không chứ không bán đường đi. Không. Cho đi không thì đường lộ nhỏ. Đó thì vậy đi á. Lộ có 1 mét à? Không tới 1 mét. Có đường đi vô thôi. 5 tấc cái cát tốt không ra bự. 5 tấc được rồi. Còn giờ mà dì Tư bán đường đi thì tính theo giá 3 tỷ. Theo 3 tỷ 1 công, chạy dài, tính mét chạy dài. Đừng nó xách đi, để đây chừng nữa chưa cho tụi nó. Có cách nhà rồi có người đi qua đó. Còn bên đó chia cho người khác nữa. Dạ. Nó bốn đứa con là ngoài phải chia đồng đều hết rồi. Già nó rậu. Dạ, rồi, hai con dao luôn á hả? Hả? Sắp giữ. Khi nó nấu cái ăn cái tên nó giẫm mà hồi nói đem về. Nó buồn buồn cái đạo tao nấu rồi đó em biết gì đâu đem về đâu, không biết rồi có không thôi được không? Tới cửa mà nãy nó ở không chạy về về xuống chơi. Đúng vậy hả? Sao kỳ cục ra. Đi, đi về, bỏ con ca chứ. Về về. Nó nói đổi được hả? Như đây tòng mệt luôn á, tòng ăn mệt luôn. Tư ra cho ăn cụm trước nữa. Dạ. Thôi tướng kia nhỏ, tướng vô chặt đi, trong rào á. Về cái đó đựng chặt nữa, chặt không có đồ đựng. Lấy rinh nguyên vậy á. Nguyên để mình trước là bẩn xẹt. Dạ. Mẹ vĩnh đi sao xa đó. Đi về đi bỏ ca. Hồi bữa tao thấy mấy cái ngọn mía tao tính à. Tao tính hỏi xin mày có phá không? Rồi thì càng nó dọn nó tầm lợi cái tao xin ai về phá thì phá à, xong rồi cái ngọn con không có trồng rồi cái con cho người khác. Hả? Tao cũng mới đi xin. Dạ. Con cảm ơn dì Tư. Giờ mợ Sáu kêu lên nhà của mợ Sáu, mợ Sáu cho mình một bụi xả. À, có thấy rồi. Dạ. Đó, bước chạy qua đó. Thấy mà vậy trả nó. Con mỗi sáu làm kiển bán hả mỗi sáu? Chậu quá chừng chậu luôn rồi. Này chậu hình như chậu này để đựng mai nè. Mai đó. Mai. À. Đây. Về cái tét là tầm 2 tét à. Nở tùm lum hết rồi. Anh kia cho bứng con 2 con bạc hà nữa. Hôm nay con kiếm xả gần chết luôn ạ, ngoài chợ không có. Ngoài chợ dặn ta xả tàu không có. Ta làm biến. Dạ. Chớ mà chặt nó một bụi một ôm luôn á. Chúng cái gì hay sao?
đồng quá trời rồi thôi. Vô đây nè, vô đây mình chặt cái gì cho mát. 16 cho thêm cây bạc hà nữa các bạn. Rồi bấm bạc hà luôn. Hôm trước còn quá trời luôn, chặt bỏ luôn. Con bứng cây nhỏ ha, mà sao? Cây nào cũng được hết. Ừ. Cây nào mà dễ bứng không? Vậy thôi bứng cho con cái cây bên đây đi. Cây nào dễ bứng là bứng. Bứng cây, cây bự cây nhỏ luôn vậy sao? Vậy hả? Dạ. Chờ cái bụi này lại. Cây nào dễ bứng là bứng. Này có một con. Còn không sợ sợ à? Này lá cây. Ở bên đây có hai con nè, bứng hai con bên đây nữa. Bà Hà khó kiếm thì chết. Tại có ba cái lá này nè, nó chết. Đây là bứng hai con bên đây nữa chị. À, về cái phân dê á này ha. Hai cây con thì sao? Hai cây con. Hai cây con. Cái nhỏ. Đó, ừ, đó. Ừ, đó. Cái da muốn. Còn con nữa nè, chích con nữa đi. Em ăn cần. Ăn cần. Con hổng mấy bà ở thành phố xuống thấy ba rau tiêu nè. Bê. Rau tiêu. À không, rau cần cua. Rau cần cua. Dạ. Nhà con kêu rau cần cua. Rau cua. Rau cua rau tiêu của nó. Dạ. Con ta kêu hạt. Trời ơi, nhà con mỗi sáu trồng ai quá chừng luôn. Tại mai kiểm. Đi. Nhìn cái này đi, chăng nó dễ. Thu hoạch được nhiều quá. Lâu lâu cái ghé xin thứ. Xin ghét mưa mốt cả đống luôn. Bí rợ con có hai cây bển á, con mua của người ta ngoài chợ. Đó, đi thẳng rồi con đồ nó. Dạ. Đó, đi thẳng ra. Dạ. Con cảm ơn nhiều mà sao? Hồi nãy mình với dì Sáu đi xin ở dì Tư mấy cây lùng này, bây giờ trồng xuống đựng cho tới qua Tết là có ăn rồi. Cát này tính ra cũng mau khô quá, nó khô một khúc vậy nè các bạn. Cả khúc vậy nè. Khô queo ở trên nè. Mà ý là hôm qua mới mưa luôn á. Mới nắng từ sáng giờ mới khô vậy. Cát này ý nè ha. Dạ. Ở dưới nó mới có nước. Đầu hên á, mợ Tư, ủa dì Tư, đầu hên với dì Tư có củ lùn rồi, mợ Sáu thì có xả, rồi có bạc hà, thì cho chứ đâu ra. Chứ giờ kiếm bạc hà xả khó lắm thì sao? Khó lắm, cái củ lùn này, cái... chết rủi trơn này. Dạ, cái giống củ lùn này cũng kiếm khó nè. Tại vì... đâu có ai đâu, người ta đang trồng nè. Giờ người ta đang kiếm giống trồng đâu có. Còn sắp xếp vậy, nó nhanh bắt vậy đó. Trồng hàng nữa.
bắp rồi, bắp nó mới lên kìa, mới lú à. Vũ cát à, vũ cát tâm gửi này ra. Phơi nắng chút xíu héo liền các bạn, nhanh lắm. Tại trời này nắng nè. Cây này cái ngu, không phải, cái mắc cỡ. Cỡ, cỡ con. Không có bao tay mà nắm vô một cái là thôi đi luôn đó nha. Xong. Cho muống này hồi nãy mở sáu cho. Mở sáu cho một bao luôn nè các bạn. Bây giờ thôi. Ai cho rau muống cũng xin về hết trơn á, xin về liền cho cá ăn. Cá không có bèo thì cũng phải có rau muống. Cho ăn thịt thì cũng phải cho ăn rau chứ. Đó các bạn. Em thích ăn cũng phải cho ăn rau muống chứ. Nó đứng nó chờ ở dưới sẵn rồi. Còn này để ngày mai. Cái ta mới ăn nhiều ha. Cái ta cái đồ hồng nữa. Rồi mất vậy. Cái này làm như nước đục quá hay sao á, nó không có nổi sát mặt nước. Nó con cá ta hồng kìa. Ờ. Đó, cái kìa. Ừ. Thấy rồi.